Em mới lên thành phố được 3 tháng. Tại sao quyết định làm nghề này? Khi mặt trời tắt trăng thành thành phố lên đèn, quay quay trong club nhiệt toàn hơi men. Không phải ai làm kỹ cũng tiền đâu. Nhiều người ấy, người ta đi làm vì đam mê. Thực ra đây là ba con bò vàng nổi tiếng của thằng Quân. Mình làm gái ngành, mình phải biết tương thân tương ái, chăm sóc lẫn nhau chứ. Hay thầy đời chủ, công việc của mình vẫn là gì? Nâng lên hạ xuống, nâng lên hạ xuống. Thế nên là bảo vệ công cụ kiếm tiền rất tốt mà. Đến em thuộc về ai? Về ai? Phố lên đến em thuộc về ai? Đặt xô vào hoàng trai, cả đêm rồi ngày mai, rồi em lại xinh gái chờ. Phố lên đến em thuộc về ai? Mà không biết này tiếp ai ta? Chào bố. Nên đến em thuộc về ai?